các bạn, đây là video đánh giá về Galaxy Z Flip 4. Chúng ta có 3 thứ cần quan tâm, nhất là những thay đổi về mặt trải nghiệm so với đời cũ, những nhược điểm gây khó chịu trong quá trình sử dụng và thời lượng pin của nó như thế nào. Bắt đầu video này nhé. Về mặt thiết kế, rõ ràng là Galaxy Z Flip 4 nó không có quá nhiều sự thay đổi, thậm chí là nó không khác biệt so với đời cũ. Nó không có sự đột phá về mặt thiết kế giống như là từ đời Z Flip lên Z Flip 3. Chúng ta nhìn vào là có thể phân biệt được ngay. Mà cơ bản nó chỉ có một vài những cái thay đổi nhỏ là nó vuông vức hơn, những cái cạnh viền xung quanh nó được làm mỏng hơn và cái phần bản lề cũng được làm gọn hơn. Thay đổi nhỏ thôi về mặt ngoại hình. Cũng giống như các đời trước, ưu điểm của Galaxy Z Flip 4 đó chính là nó được thiết kế rất là nhỏ gọn và khi gặp lại chúng ta có một kích thước cực kỳ nhỏ hơn nữa. Và với cái kích thước này thì mình cầm rất là gọn gàng trong lòng bàn tay của mình. Đây là một trong những chiếc điện thoại hiếm hoi mà mình có thể để nó vào trong túi quần jean của mình khi mà mình bận tay không có cầm được. Đối với những chiếc điện thoại khác thì khi mình bỏ vào là mình không có để vừa túi quần trước và để vào túi quần sau thì nó cũng có nhô lên một khúc. Thì đó là một cái ưu điểm mà mình rất là thích cho cái sự nhỏ gọn của Galaxy Z Flip 4. Một vài những trải nghiệm từ trang bị sinh trắc học của máy á, khi mở ra sử dụng ở trên Galaxy Z Flip 4 thì mình phải sử dụng song song hai phương thức bảo mật sinh trắc học là gương mặt và vân tay. Đôi khi sử dụng màn hình ngoài thì mình sẽ dùng cái vân tay từ ngón tay cái của mình để mà mở khóa màn hình cho nó nhanh. Và khi mà mình mở ra thì đôi lúc nhận diện gương mặt của Galaxy Z Flip 4 này không được nhạy. Khi mà mở xong rồi thì mình phải có một cái thao tác vuốt lên nữa, cho nên là mình sẽ thường xuyên sử dụng cái ngón tay trỏ của mình để mà mình chạm vào thì nó sẽ mở cái màn hình ngay. Khi đó mình có thể lập tức sử dụng điện thoại được bằng một tay. Mình cũng đã thử dùng tay trái để mở khóa thì mình cài đặt vân tay ở ngón trỏ. Khi mà chạm vào máy quét vân tay thì mình thấy là cũng khá là nhạy. Mình nghĩ khi mua máy và setup thì chúng ta nên cài đặt tất cả những cái phương thức bảo mật bằng sinh trắc học để mà tiện cái nào thì chúng ta mở. Màn hình phụ bên ngoài của Galaxy Z Flip 4 nó có kích thước không đổi là 1.9 inch và Samsung nói là họ mang đến nhiều cái trải nghiệm hơn về màn hình ngoài này. Nhưng mà thực tế khi mà mình sử dụng, thậm chí là mình có cài một cái ứng dụng là Cover OS để mà mình có thể sử dụng cái màn hình ngoài này với nhiều những cái ứng dụng mà không cần phải mở cái máy ra luôn, thì thực tế là mình rất là ít sử dụng những cái tác vụ đó ở trên màn hình. Mình chỉ hầu như là mở lên để xem bây giờ là mấy giờ, để xem thông báo. Chứ những cái mà Samsung giới thiệu giống như là gọi điện nhanh hay là một vài những cái widget đó, thì mình rất là ít sử dụng. Mà thay vào đó là mình sẽ sử dụng cái màn hình ngoài này cho cái việc chụp ảnh nhiều hơn. Nó vẫn còn quá nhỏ để có thể thực hiện nhiều những cái tác vụ ở trên đây. Chủ yếu là sẽ nhận những cái tin nhắn cơ bản hay là dùng nó để làm màn hình live view, chụp ảnh vui vẻ trong một vài trường hợp thôi. Còn lại thì mở ra sử dụng với cái màn hình bên trong nó vẫn rộng rãi và nó vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn có một cái màn hình Dynamic AMOLED 2X và tần số làm tươi là 120Hz cho một cái khả năng hiển thị hình ảnh chi tiết, sống động, màu sắc. Cũng là một chiếc flagship cho nên cái trải nghiệm khi mà sử dụng ở trên màn hình của Galaxy Z Flip 4 nó mượt mà là điều hiển nhiên. So với một vài những cái con máy gập mà mình đã sử dụng trong thời gian vừa qua thì cái vết hằn ở trên Galaxy Z Flip 4 còn khá là rõ. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà mình sử dụng thì hầu như là mình chỉ dùng ở cái phần nửa dưới thôi. Còn lại mình không có mấy quan tâm, mình vẫn có thể nhìn thấy được trọn vẹn cái nội dung mà không có bị móp méo gì hết. Cho nên là có thể chấp nhận được. Nhưng mà bù lại của cái vết hằn này đó chính là cái việc thiết kế bản lề của Samsung. Nó giúp cho chiếc máy có thể linh hoạt đứng ở nhiều cái góc khác nhau, chứ không chỉ là khi mà chúng ta mở ra hay là khi gặp lại. Tỷ lệ màn hình ở trên Galaxy Z Flip 4 nó mang lại cho mình cái khả năng hiển thị khi mà mình xem phim, đặc biệt là phim điện ảnh rất là đã. Tuy nhiên thì khi mà mình xem YouTube á, thì nó sẽ dư ra hai cái phần màu đen khá là nhiều. Và tất nhiên là mình vẫn có thể mở rộng nó ra, mở rộng khung hình ra. Nhưng mà mình sẽ thấy cái hiện tượng là nó bị crop. Đối với một vài những cái khung hình có người á, là nó sẽ bị cắt đứt cái phần đầu hay là một cái phần dưới của khung hình luôn. Nó sẽ khó chịu, cho nên là mình vẫn cứ để cái phần đen đó và cầm như vậy coi thôi. Khi mà sử dụng dọc, đối với những cái ứng dụng như Facebook, mạng xã hội sẽ bị hẹp hơn một chút xíu so với việc chúng ta sử dụng một cái chiếc điện thoại bình thường. Đối với mình là nữ thì mình thích điều này bởi vì mình cầm rất là gọn gàng trong lòng bàn tay của mình. Mình sử dụng một tay rất là dễ và những cái hình ảnh hiển thị nó không ảnh hưởng với mình quá nhiều. Tuy nhiên đối với những bạn nào là nam thì mình khuyên là các bạn nên trải nghiệm cái chiếc điện thoại này trước khi mà các bạn mua. Tại vì là đối với những bạn nam tay lớn hơn thì có thể là các bạn sẽ cầm cảm thấy nó lọt thỏm hơn hay là các bạn sẽ thấy nó quá nhỏ.
Xin nói về cái chiều ngang của cái chiếc điện thoại này hẹp thì có một cái cực kỳ khó chịu khi mà mình sử dụng, đó chính là cái bàn phím ở trên máy nó cũng bị thu hẹp luôn. Tức là cái chiều rộng của từng con phím nó không có, nó chỉ là thiên về cái chiều cao thôi. Cho nên khi mà mình gõ phím, đặc biệt là khi mình trả lời tin nhắn nhanh á, mình bị sai rất là nhiều. Những cái phím bấm của mình nó bị nhập vào nhau hay là rất là dễ bị bấm nhầm cái phím bên cạnh. Đó là một cái điều gây khó chịu cho mình khi mà mình bấm phím ở trên cái chiếc điện thoại này. Tay của mình cũng thuộc dạng không phải là quá to, cho nên là các bạn nam tay to thì có thể là sẽ cảm thấy khó chịu hơn nữa. Bình thường đã bị bệnh sai chính tả rồi, bây giờ nhắn tin mà còn lung tung lộn xà ngầu nữa, nhục lắm. Bù lại thì One UI trên máy nó mang lại cái giao diện sử dụng thân thiện cũng như là hiệu quả, khi mà mình có thể sử dụng cùng lúc 2 hoặc là 3 ứng dụng và chia đôi, hoặc là làm cho cái ứng dụng đó nó nổi lên trên để mà mình có thể sử dụng cùng lúc với nhau. Tiếp theo là một tính năng mà Samsung họ giới thiệu là một sự mới mẻ trong trải nghiệm người dùng ở chiếc điện thoại này, đó chính là chế độ Flight Mode. Nó đã tương thích hơn với nhiều ứng dụng, tuy nhiên thì mình thấy thực tế là mình sẽ không có thể sử dụng được nhiều với cái chế độ Flight Mode này, bởi vì dùng với Note, dùng với Messenger, dùng với Telegram hay là những cái ứng dụng khác thì hầu như là cái chiếc điện thoại này nó nhỏ lắm. Khi mà mình không có cần phải sử dụng tới cái việc rê chuột để làm gì, hay là cũng không có cần phải gập như vậy để mà gõ. Nó đã hẹp rồi, bàn phím gõ bình thường là đã khó rồi, thì dựng lên như thế này nữa thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa gì hết. Cho nên là mình chỉ áp dụng nó nhiều vào cái việc chụp ảnh, cho những cái góc chụp ảnh rất là mới mẻ, rất là sáng tạo. Và đặc biệt là cái việc chụp ảnh bằng chế độ Flat Mode này các hãng khác không có. Mình sẽ có thể thay đổi rất là nhiều những cái góc khác nhau của cái chiếc điện thoại để cho mình có được một cái góc độ chụp ảnh mà mình muốn. Và mình sử dụng cái màn hình ngoài của Galaxy Z Flip 4, khi mà mình bấm hai nút vào trong cái nút nguồn này nè, nó sẽ trở thành một cái màn hình live view để mà mình chụp ảnh bằng camera sau với cái góc rất là thấp. Khi đó thì người của mình sẽ cao lên, hay là mình có thể chụp được những cái bức ảnh rất là sáng tạo. Đó là một cái trải nghiệm cũng rất là hay ho, bên cạnh những cái bức hình khác và mình cũng show lên trên màn hình này luôn. Có một cái chưa có được thông minh lắm ở cái chế độ này, đó chính là nó chưa có được cái sự sync với nhau giữa màn hình trong và màn hình ngoài. Ví dụ như là màn hình ngoài này mình đang sử dụng camera sau, thì khi mà mình mở lên nó tự động nhận diện và chuyển sang camera trước. Về mặt cấu hình thì hiệu năng của con này mạnh hơn 2 bậc so với thế hệ trước. Ở cái phiên bản này thì nó đã dùng Snapdragon 8 Plus Gen 1 4 nanomet, hệ trước thì dùng là Snapdragon 888. Tất nhiên là hiệu năng về cấu hình nó sẽ mạnh mẽ hơn, cho khả năng xử lý trơn tru hơn, mượt mà hơn. Nhưng mà cái điều mình quan tâm đó chính là ở cái thế hệ trước, chơi game hay là những cái tác vụ nặng á, thì máy nóng lên khá là nhanh. Đối với phiên bản này thì mình nhận thấy có một sự cải thiện rất là lớn. Thực tế so với đời cũ, con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 mang tới sự hiệu quả khi mà nhiệt độ ở trên máy đã được cải thiện. Đó là ưu điểm về mặt cấu hình của máy mà mình ghi nhận. Nâng cấp mình cảm thấy đáng giá đó chính là thời lượng pin của Galaxy Z Flip 4 nó đã được cải thiện giống như mong muốn của mình. Hồi năm ngoái khi mà mình sử dụng Galaxy Z Flip 3, một ngày có khi mình phải sạc 2 lần mới đủ dung lượng để mà mình sử dụng cho nhiều tác vụ. Còn đối với con máy này, khi mà mình rút sạc thì mình có thể sử dụng nó trong vòng 1 ngày cho tất cả những cái tác vụ của mình. Mình đã để ý là mình rút sạc hồi lúc 1 giờ và mình sử dụng liên tục cho những cái tác vụ như là lên Facebook, lên tin tế, lướt xem web hay là trả lời những cái tin nhắn từ những cái ứng dụng tin nhắn á, thì mình có thể sử dụng nó cho tới 12 giờ đêm và nó vẫn còn được 30% pin. Đó là một cái cải thiện rất là lớn dành cho người dùng khi mà sử dụng Galaxy Z Flip. Chúng ta không phải nghĩ tới việc là mình phải cắm sạc nó nhiều lần, và nó cũng có sự cải thiện về mặt sạc nhanh. Nói tóm lại thì ngoại hình của máy không có gì mới mẻ, camera cũng vậy. Tuy nhiên thì những bạn nào đang sử dụng Galaxy Z Flip 3 có lý do để đổi máy. Thứ nhất là ngoại hình có một xíu sự thay đổi, nó vuông vức hơn, cấu hình mạnh hơn, ít nóng hơn. Và đặc biệt là thời lượng sử dụng pin nó lâu hơn, cũng như là có những cái phiên bản màu sắc mới mẻ hơn. Còn lý do để mà không đổi máy đó chính là nó không có quá nhiều những sự nâng cấp rõ rệt so với đời trước. Nếu như các bạn vẫn cảm thấy ổn với chiếc điện thoại của mình với cái thời lượng pin như vậy thì các bạn vẫn có thể ok sử dụng máy. Và đặc biệt đó chính là Galaxy Z Flip 3 ở thời điểm hiện tại nó chỉ còn đâu đó khoảng là 14-15 triệu đồng gì đó, nó đã rẻ hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.